Xin chào bạn, tôi là Trịnh Thế Anh đây, là một chuyên gia đào tạo về marketing và bán hàng, phát triển bản thân đây. Hôm nay tôi lại chia sẻ cho bạn một bí kíp khác trong viral marketing. Ở đây, bạn hãy tưởng tượng rằng khi tôi dùng cái nền tảng chatbot trên nền tảng Chatfuel của Mỹ, thì bạn hãy tưởng tượng xem, trong một thời gian rất ngắn, chỉ có 6 ngày tôi bán từ 0 đơn hàng đến 9.003 đơn hàng, chỉ mất có 6 ngày, làm được cái điều đó. Thì bạn hãy tưởng tượng rằng tôi đã hút được khoảng 1.400.000 người. Thực ra nó khoảng 2.000.000 người. Nhưng mà do có nhiều yếu tố khách quan và chủ quan thì tôi loại bớt đi, và tôi chỉ để có 1.400.000 người. Nhưng có một điều cực kỳ ở đây, cực kỳ bạn phải quan tâm, đó chính là giá thành để chi phí cho nền tảng của Chatfuel. Nó chính là 10.000 đô la cho khoảng 1.400.000 sub, tức là 1.400.000 user vào trong cái hệ thống con bot của bạn. 10.000 đô la, bạn để có 10.000 đô la bạn trả thì người ta không cần biết bạn kinh doanh có lời lãi như thế nào, nhưng cứ một tháng cho 1.4 triệu user vào trong con bot của bạn, bạn đã phải trả 10.000 đô la. Bạn hãy tưởng tượng lúc đấy tôi bị rơi vào trạng thái như thế nào không? Lúc trước đấy thì tôi rất hào hứng và hạnh phúc khi tôi bán được 10.000, 20.000 đơn hàng. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu cứ một tháng mà tôi phải mất 10.000 đô la, nhưng trong tương lai nó không phải là 1.4 triệu user vào trong con bot, mà có thể lên tới 5 triệu user. Vậy thì tương đương 5 triệu, nó khoảng trên 1 tỷ đồng tiền Việt Nam. Bạn thấy con số tiền chi phí trên nền tảng quá lớn phải không? Và ngay lúc đấy, đúng là nghĩ trong đầu thì có trong tay. Và tôi đã thức rất nhiều đêm, khoảng 3 đến 4 đêm tôi không ngủ được, và tôi đi tìm cái giải pháp cho nó. Và lúc đấy thì anh Lê Hồng Quân, anh lại đi tu khóa thiền mất 10 ngày, và tôi không thể nào liên lạc với anh Quân được để giải quyết bài toán này. Thì ngay lúc đấy tôi lại gặp một con người tuyệt vời hơn, đó là vào lúc anh Quân rời khỏi cái khóa tu đó và đi trên đường về quê, thì anh có chat nói chuyện với tôi. Và anh nói với tôi rằng là bên bot bán hàng, botbanhang.vn. Và tôi tìm mọi cách, để liên lạc được với botbanhang.vn. Và điều tuyệt vời vào lúc đấy khoảng 12 giờ trưa thì tôi nói chuyện với cái em nhân viên ở đấy, và tôi nói rằng em cần cho anh gặp anh là Trịnh Thế Anh đây, là cái người bán 10.000, 20.000 đơn hàng mỗi ngày đây. Em cho anh gặp sale của CEO của bên em. Và ngay lập tức tôi nói rằng chiều nay anh bay ra ngoài Hà Nội với bên em, làm việc bên em. Thì ngay lập tức tôi nói thì tôi làm. Và bạn biết không, đến 3 giờ chiều khi tôi quyết định là hơn 12 giờ, và khi tôi bay chuyến bay đấy là lúc 3 giờ chiều tức là 15 giờ. Và tôi ra đến nơi, từ sân bay đi vào đến chỗ Thái Hà thì nó rơi đâu đó khoảng tầm 7 giờ kém 7 giờ tối 7 giờ tối khoảng đấy. Thì tôi đến nơi, tôi và họ trước đây chưa bao giờ biết nhau. Nhưng bạn hãy tưởng tượng xem, chúng tôi lại có một cái đồng cảm với nhau, nó gọi là lực hút, và chưa từng gặp nhưng nó lại có cái tình cảm giống như những con người quen nhau cả thế kỷ vậy đấy. Bạn đã bao giờ có cảm giác đó chưa? Nhưng tôi nói với bạn, cái cảm giác đó cực kỳ sung sướng và thân thiện. Và sau đó họ mời cả công ty, không ai về cả, họ đều ở lại để chờ tôi. Và bắt đầu anh em nói chuyện qua loa và bắt đầu đi ăn cơm. Sau bữa ăn cơm chóng vánh, chỉ có 30 phút để ăn cơm, và sau ăn cơm xong khi về thì tôi đã trình bày tất cả các vấn đề của tôi trước công ty của họ. Và nhưng có một điều tuyệt vời ở đây, tôi trình bày vấn đề của tôi đến đâu thì cậu em đó, đó là CEO của botbanhang.vn, cậu ấy là tên là Tùng, cậu ấy sinh năm 92 hay 93 gì đó, nói chung rất còn trẻ nhưng có tài năng thật sự là phi thường. Thuộc tất cả các vấn đề của tôi thì cậu ấy đều được giải quyết được. Nhưng cái điều quan trọng lớn nhất ở đây tôi kể cho bạn nghe, đó chính là lượng khách hàng của con Chatfuel tôi làm trước đó. Thì cái lượng khách hàng rác, chúng ta tạm gọi là rác, chui vào con bot của chúng ta cũng khá nhiều, có khi đến 50%. Cái khó khăn thứ hai ở đây chính là khách hàng đi vào, chúng ta không có cách nào để xác minh xem khách hàng đó thật sự phải là khách hàng của ta hay không. Nhiều khi số điện thoại họ điền có khi là thừa số, có khi là thiếu số, có địa chỉ nó không chính xác nữa. Đấy là cái điều cực kỳ nguy hiểm mà khi chúng ta phải cho nhân viên của chúng ta để làm lại cái điều đó, tốn về nguồn lực nhân sự, còn tốn về cái gì ạ? Tốn về cái lưu lượng trong cái con bot của chúng ta. Nhưng ở đây, cái con bot bán hàng.vn này nó tối ưu được các cái điều đó. Và cái điều quan trọng hơn, đó chính là nền tảng rẻ hơn 1/20 lần con bot mà tôi dùng trước đó. Bạn có thấy điều tuyệt vời ở đây không? Nếu con bot Chatfuel tôi phải trả 10.000 đô la cho 1.4 triệu user, thì đối với con bot bán hàng.vn nó chỉ có bao nhiêu ạ? Có 2.400 đô la cho 5 triệu user. Bạn thấy tuyệt vời đấy không ạ? Quá tuyệt vời. Nhưng nó có tính ưu việt hơn con Chatfuel, đó là gì ạ? Như tôi vừa nói, nó lọc được ngay, xác minh ngay được khách hàng đó là khách hàng thật hay không, xác minh được đúng số điện thoại của khách hàng. Và nó còn làm một cái điều tuyệt vời hơn, đó là gì ạ? Lọc khách hàng rác ra khỏi hệ thống.
Và tuyệt vời hơn, đó chính là nền tảng rẻ hơn 1 phần 20 lần so với con chat phiểu. Điều thứ ba đó là ngay lập tức chúng ta sẽ có một cái sự linh hoạt ở trong con bot này. Nó làm cho chúng ta cảm thấy trực quan hơn. Chúng ta không phải đưa một sản phẩm mà chúng ta có thể đưa nhiều sản phẩm ở trong con bot cho khách hàng lựa chọn. Đó là điều tuyệt vời và có nhiều thứ ở bên trong. Nhưng tôi sẽ không tiện nói ra ở đây. Nhưng tôi không phải là quảng cáo cho bot bán hàng.vn đâu. Nhưng tôi nói rằng ngay hiện tại bây giờ tôi chính là một đối tác. Tôi là một đối tác ở miền Nam của bot bán hàng.vn. Họ với tôi là hai đối tác của nhau. Và nếu anh chị đang ở miền Nam hay ở miền Bắc không quan trọng, các chị hoàn toàn có thể liên hệ với tôi. Tôi sẽ giúp các anh chị có được cái nền tảng chat con chatbot ở đây, đó là chatbot bán hàng.vn, để các anh chị tối ưu hóa doanh nghiệp của mình, tối ưu hóa doanh thu của mình, không phải trả một số lượng tiền khổng lồ lên tới 10.000 đô la cho 1.4 triệu user, hoặc là khoảng trên 1 tỷ đồng cho khoảng 5 triệu user, mà chỉ có trả có 2.400 đô la mà thôi. Bạn có thấy tuyệt vời ở đây không? Kinh doanh chúng ta tối ưu từng thứ, nhưng cái điều tuyệt vời nhất ở đây, nó tối ưu xong thì cái công cụ đấy nó phải giúp được ta giải quyết được các vấn đề mà cái con trước không thể làm được. Và tôi cũng không ngại nói rằng nó thực sự là như vậy, và chính trải nghiệm của bạn sẽ trả lời cho câu hỏi của bạn, không phải là mỗi tôi nói không đâu. Và chúng ta tiếp tục dừng ở đây, và tôi sẽ chia sẻ cho bạn phía sau nữa để bạn hoàn toàn áp dụng cái con bot bán hàng.vn vào trong kinh doanh của mình, và hãy liên hệ với tôi sẽ giúp bạn làm điều đó.